có thấy một lem hoang dại thâu đêm. Nhưng sao thật xa khi ta thấy là có những bài oán trách mình. Hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng gần một năm rồi anh. Nếu vợ em mà có bỏ đẻ gì, chắc thà cho con em sống không nổi. Hai người có con rồi? Dạ con của em mới đây tháng tuần trời rồi. Bác sĩ, vợ em có sao bác sĩ? Vợ anh bị chấn thương sọ não khá nặng, chúng tôi sẽ hội chẩn và đưa ra hướng xử lý thích hợp nhất. Giờ em bị chấn thương sọ não sao? Anh à, bình tĩnh đi. Em ngồi xuống đây. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh gọi em vô đây vậy? Em ngồi đi. Hôm nay vừa rời khỏi nhà của em, anh chứng kiến một vụ cướp. Nạn nhân là một người phụ nữ đã bị chấn thương sọ não và cô mới vừa sinh con được khoảng một tháng. Trời ơi, anh Phước công an khu vực cũng vừa bảo với anh là hai tên cướp đó là hai con nghiện ma túy lâu năm. Trên đường đi về cơ quan, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tính xin rút khỏi ban chuyên án ma túy bắt trùm sau cổ. Anh sợ, anh đang sợ cho tính mạng của mình. Bọn chúng thật sự nguy hiểm, và điều nguy hiểm nhất là bọn chúng không còn tính người. Bọn chúng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bán được ma túy. Và còn con nghiện, họ cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có tiền mua được ma túy. Rồi ai? Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo sau người phụ nữ này? Anh rất hiểu cảm giác của em. Anh hiểu rõ cảm giác của tất cả những người phụ nữ khi có người thân đang phải chống chọi giờ, phải đối đầu với bọn tội phạm. Nhưng nếu như bây giờ anh bỏ cuộc, anh không làm gì hết, thì ai sẽ là người ngăn chặn tội ác của bọn chúng đây? Rồi sau này có khi là anh, là em, là người thân của chúng ta, và có thể sau này là con cháu của mình sẽ tiếp tục là nạn nhân của bọn chúng. Em cho anh một câu trả lời đi. Anh phải làm gì bây giờ? Nếu bây giờ bắt buộc anh phải quyết định, thì anh cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo, cứ làm theo những gì anh cho là đúng. Còn em,
em sẽ chấp nhận quyết định của anh. Sức khỏe của em sao rồi? Bác sĩ cho em xuất viện được một tuần rồi. Anh thấy em chưa hoàn toàn bình phục đâu. Em cũng thấy vậy. Nhốt mình ở trong bệnh viện, chắc em bệnh nặng thêm. Ra viện sớm, bác sĩ có căn dặn và cho thuốc thang gì không? Bác sĩ dặn em ăn uống điều độ, tẩm bổ, tập thể dục. Bác sĩ dặn nhiều lắm, mà em nhớ được có bao nhiêu đó thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất em à. Em sẽ đi học lại. Tốt, có cần gì thì cứ gọi anh. Dạ. Anh đang tính bán căn nhà đi. Anh đừng có bán, ở đó có nhiều kỷ niệm của chị mà. Anh biết, nhưng mà anh không thể sống mãi trong kỷ niệm được. Chính bản thân anh cũng phải thay đổi. Em không hiểu được đâu. Những buổi tối anh nằm ở nhà một mình, không tivi, không lướt mạng, một mình đối mặt với đêm dài. Anh sẽ mua một căn chung cư, chắc sẽ dư ra một khoản. Anh sẽ đưa cho em để em yên tâm tiếp tục học hành. Em tự lo được mà. Đối với anh, em là người thân duy nhất. Và với em, anh cũng vậy. Có anh Trung ở đây với chị rồi. Em về trước nha. Cha nội này, đi đánh bài đánh bạc gì mà tới giờ vẫn chưa về tới. Cứ ngồi vậy hoài tôi khó chịu quá. Bình tĩnh cố gắng đi. Mấy cái vụ này á thì ông giỏi hơn tôi, ông kiên trì hơn tôi. Nè, có khi nào ông nghĩ đang định bỏ trốn không? Tôi nghĩ là không. Tại vì hắn ta chưa phát hiện ra là cô em vợ của hắn ta phát hiện ra mùi nước hoa của hắn. Nếu mà để sống đăng trình lần này thì chắc cả đội mình dính lỗi quá. À, nếu như đúng là tên Đăng Trình này sát hại bà mẹ vợ thì ai là kẻ đã giết chủ thân? Khả năng rất nhiều là Hoàng Hải. Tôi không hề thấy mối quan hệ giữa hai người này. Cầu nói với hai đối tượng này chính là Phạm Lâm. Ông căn cứ vô đâu mà ông nói như vậy? Tôi sẽ phải tìm ra bằng chứng. Nhìn kìa, tôi có Đăng Trình rồi. Đi. Được rồi, tôi về quán karaoke. Chúng ta đi qua bên đó. Dạ. À, anh Trình. Lại mấy anh. Sao mấy anh làm phiền tôi hoài vậy? Chúng tôi muốn mời anh về cơ quan để hợp tác điều tra.
Tôi có làm gì đâu mà phải hợp tác điều tra. Anh nhớ trúc cà phê chứ? Trúc cà phê? Ủa, tôi ngủ với gái là phạm pháp à? Nếu như anh không có phạm tội thì không cần gì phải sợ hết. Tất nhiên là tôi không có tội, và tôi cũng không đi đâu hết. Tôi là Thùy Trang, tổ trọng án, công an thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa chị, chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không có gì phạm pháp hết. Chúng tôi chỉ cần gặp một cô gái làm ở đây, tên là Trúc. Kìa, cô Trúc kìa. Trúc! Đứng lại. Bắt người Đăng Trình. Tôi biết rồi. Đăng Trình. Sao? Anh đã bị bắt. Mời, xin mời. Cô đã nhận tiền của Đăng Trình để tạo bằng chứng ngoại phạm cho hắn ta. Đi. Anh cho chúng tôi biết tên, tuổi và nghề nghiệp. Tôi là Lê Đăng Trình, 28 tuổi, nghề nghiệp tự do. Vào ngày 15 tháng trước, từ 1 giờ tới 3 giờ sáng, anh làm gì và đang ở đâu? Như lần trước tôi đã nói với các anh rồi, tôi có mua dâm của Trúc Cà Phê. Anh nên cân nhắc về câu trả lời vừa rồi của mình. Tôi đâu có làm gì nên tội đâu mà phải cân nhắc. Ừ. Anh nhận ra chai nước hoa này chứ? Lọ nước hoa này ở nhà tôi có xài. Nó là của anh. Anh có nhớ là anh có mang nó tới đám cưới của bạn anh không? Giờ tôi đã nói chuyện với anh sao? Anh chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của tôi thôi. Tôi cũng không nhớ nữa. Anh đi bằng phương tiện gì? Từ Bà Rịa về thành phố chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi đề nghị anh trả lời đúng vào câu hỏi của chúng tôi. Tôi không về thành phố vào đêm đó. Anh đừng quanh co chối tội nữa. Chúng tôi điều tra hết rồi. Chúng tôi đã bắt được cô Trúc Cà Phê và cô ta đã khai nhận. Cô ta lấy tiền của anh để tạo cho anh một bằng chứng ngoại phạm là đêm đó anh ngủ với cô ấy. Nếu các anh đã biết rồi thì tôi không còn gì để giấu. Tôi thiệt với hai anh, tôi có đưa tiền để mua chuộc cô Trúc Cà Phê đó, nhưng không phải để che giấu tội sát hại mẹ vợ của mình, mà là đề nghị anh nói rõ ràng hơn. Tôi mua chuộc cô Trúc Cà Phê là để che đậy tội ngoại tình của tôi. Với ai? Cô ấy tên là Hải Yến. Alo. À. À. Được rồi, một tiếng nữa tôi tới. Vậy nha. Alo. Anh. À, em ngồi đi. Có chuyện này quan trọng anh muốn báo cho em biết. Dạ. Dạ mời anh. Dạ anh dùng gì vậy? Không cần đâu em. Dạ anh cảm ơn anh. Em lưu lại số điện thoại này đi, đề phòng trường hợp mất điện thoại di động hoặc anh có chuyện. Dạ em hiểu rồi. Nếu trong đêm nay mà không thấy anh gọi điện thoại cho em thì em liên lạc tới số này. Nếu em gọi điện cho anh thì em phải nói gì? Thì em nói em là người của anh. Nhận dạng của người này là bị phỏng nửa mặt và bị hư một mắt. Nếu như ông ta không tin em là người của anh
thì em phải làm gì tiếp theo? Thì em nói về một đứa trẻ gào thét trong vụ cháy nhà trong đêm. Chắc chắn ông ta sẽ tin em là người của anh. Lúc đó ông ta hỏi về anh, em sẽ phải trả lời làm sao? Tôi đã vào cuộc. Chị hãy cho chúng tôi biết tên, tuổi. Tôi là Trần Hải Yến, 24 tuổi. Mối quan hệ giữa chị và Đăng Trình là như thế nào? Tôi đoán là các anh cũng biết hết rồi, đúng không? Đề nghị chị trả lời câu hỏi và không đặt câu hỏi ngược lại. Dạ, tôi đồng ý. Chị à, khoan, các anh cho tôi vài phút, tôi khóc hết cơn, tôi sẽ khai báo với các anh. Xong rồi đó, các anh cứ tha hồ mà hỏi đi. Cảm ơn chị. Chị có thể cho biết về mối quan hệ của chị và Đăng Trình? Chúng tôi yêu nhau, tuy chúng tôi không phải là vợ chồng, nhưng mà con trai của tôi là con của ảnh. Tôi không yêu người chồng hợp pháp của tôi mà yêu ảnh. Còn ảnh, ảnh không yêu vợ ảnh mà yêu tôi. Như vậy là đủ chưa? Đêm ngày 25 tháng trước, từ khoảng 0 giờ đến 4 giờ sáng, chị đã ở đâu và làm gì? Tôi cũng xin nói luôn, tôi ở với ảnh. Đề nghị chị nói rõ tên của người đó. Tên của anh ấy là Đăng Trình. Chúng ta lại trắng tay. Núp vậy. Tôi có một cảm giác không ổn về cô Hải Yến mà chúng ta vừa thẩm vấn. Đăng Trình có thể dùng tiền để mua chuộc cô Trúc Cà Ve, để hắn ta có chứng cứ ngoại phạm, ngoại tình trước mũi vợ mình. Thì cũng có thể hắn ta sử dụng cô Hải Yến này để làm chứng cứ ngoại phạm cho hắn trong vụ sát hại bà mẹ vợ thì sao? Nếu đúng như phán đoán của ông vừa rồi, thì Đăng Trình và Hải Yến là đồng lõa với nhau. Nhưng mà Hải Yến giúp hắn ta thì cổ được lợi gì chứ? Có thể là một mối quan hệ ngoại tình. Không, tôi thì lại nghĩ khác. Tiền mới chính là động cơ quan trọng để cô ta che đậy cho Đăng Trình. Đăng Trình thì đang thất nghiệp, và tôi cho rằng anh ta còn nợ nần vì cờ bạc hoặc là cá độ bóng đá. Vì tiền thì cũng không phải. Vì động cơ để Hải Yến giúp Đăng Trình là gì? Sao vậy? Ông nghĩ ra được ý gì hả? Tôi nghĩ có người sẽ giải đáp thắc mắc đó giùm chúng ta. Ai? Nè, cách này hiệu quả không vậy? Cũng phải thử thôi. Tôi nói cho ông biết nghe, bây giờ mạng xã hội đang phát triển rất mạnh. Nếu như mà mình đưa thông tin sai lệch và ảnh hưởng tới các đối tượng, tin này mà lan truyền trên mạng xã hội á, thì người bất lợi nhất là mình chứ không phải là ai khác đâu. Tôi hiểu vấn đề ông vừa nói. Cảm ơn đã nhắc tôi. Cô tới kìa. Chào chị. Chào chị. Để tôi sang bên này. Chào hai anh. Chào chị. Chào, chào. Mời chị ngồi. Dạ. Chị Anh Dung còn nhớ Đại Quý Thiên Phúc không? Dạ, chào anh. Chào chị. Chị uống gì? Cho em ly nước cam. Dạ. Em ơi, cho anh một ly nước cam.
Vụ điều tra Hoàng Hải tới đâu rồi? Thật ra thì vẫn trong quá trình điều tra, cho nên chúng tôi vẫn chưa thể cho chị biết nhiều thông tin được. Mong chị thông cảm. Buổi gặp mặt này thật ra là để phục vụ cho công tác điều tra. Em hiểu mà. Nếu giúp gì cho các anh tìm ra hung thủ, em luôn sẵn sàng. Dạ. Chắc chị Hạnh Dung có biết cô Hải Yến đúng không? Em và Hải Yến lúc trước chơi thân với nhau. Khi đó thì Hải Yến và anh Đăng Trình đang yêu nhau. Nhưng rồi Hải Yến bỏ anh Đăng Trình để lấy một ông già hơn cô ta khoảng 40 tuổi lận. Chính vì vậy em và anh Đăng Trình gặp gỡ nhau và yêu nhau lúc nào không hay. Em với Hải Yến vẫn chơi với nhau cho đến khi em thấy Hải Yến và chồng em qua lại với nhau, nên em cắt đứt mối quan hệ này. Trước đây cô ta ham tiền nên mới chấp nhận lấy chồng già. Nhưng bây giờ phá sản rồi nên phải bán trà sữa để kiếm tiền sống qua ngày. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ phức tạp, đâu thua kém gì như phim truyền hình ha. Nên một vài người biết chuyện này cũng nói lại giống như hai anh vậy đó. Theo chị thì hiện tại Đăng Trình và Hải Yến có qua lại gì với nhau không? Em nghĩ là có. Nhưng mà ảnh không dám nhận, mà chỉ nói là quan hệ bạn bè với nhau thôi. Dạ mời anh chị Dung. Nhưng mà vừa rồi em bắt gặp hai người đi uống cà phê riêng với nhau. Thì ông chồng già muốn giang hồ để đánh ghen te tua lên. Anh Trình chồng của chị dạo này có làm thêm gì để kiếm tiền không? Hay là có một khoản tiền nào đó đem về cho vợ không? Dạ không anh, ảnh toàn xin tiền của em không à. Ảnh có một dự án làm nhà hàng, nên ảnh đã cố thuyết phục em cầm cố căn biệt thự để có tiền đầu tư kinh doanh. Nếu tôi nhớ không lầm thì có biệt thự đó do mẹ của chị đứng tên, làm sao mà cầm cố được? Em biết. Nhưng mà ảnh nói là có một tổ chức tài chính, họ chấp nhận việc sổ đỏ đứng tên mẹ em mà vẫn cho vay, với điều kiện là sau một năm phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ khi làm thủ tục thừa kế. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cô Hải Yến không? Dạ đúng rồi, Hải Yến là vợ của tôi. Chúng tôi thuộc đội điều tra của đội trọng án cơ quan thành phố. Chúng tôi muốn gặp cô Yến. Ủa, mà vợ tôi làm cái gì mà tới đội trọng án của thành phố xuống tìm vậy anh? Các anh thông cảm, nhà tôi chật chội nên chỉ tiếp các anh ở đây thôi. Không sao đâu chị. Tôi tưởng đã khai đầy đủ hết với các anh rồi còn gì. Tôi biết, nhưng tôi muốn hỏi thêm một việc nữa. Là vào đêm về rạng sáng ngày 15 tháng 9, chị đã ở đâu và làm gì? Các anh nói nhỏ thôi, ông nhà tôi ông ghen ghê lắm. Các anh giúp tôi nha. Chúng tôi chưa dám xác định, nhưng có nhiều nguồn tin báo là chị đã khai không đúng với cơ quan điều tra. Tôi hỏi chị lần nữa, là vào đêm và rạng sáng ngày 15 tháng 9, chị đã ở đâu và làm gì? Có thể là anh ta đã biết được gì đó. Xin phép hai anh cho tôi được trình bày. Cái đêm mà hai anh nói á, thì vợ tôi về nhà lúc 4 giờ sáng. Khi tôi hỏi vợ tôi á, thì vợ tôi nói là có mâu thuẫn với bạn bè nên về sớm. Cô Hiển, vậy là sao? Tôi đã khai sai với các anh. Đêm đó tôi đã cùng Đăng Trình quay trở lại thành phố. Cô nói rõ hơn được không? Đăng Trình chính là hung thủ đã sát hại mẹ vợ của anh ấy. Hả?
Đăng Trình, anh đã bị bắt. Dạy hắn đi. Dạ, báo cáo sếp. Đăng Trình đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chính hắn ta đã giết mẹ vợ sau khi biết bà ta quy định chia đôi tài sản, một phần đưa lại cho Hoàng Hải là con riêng của người vợ trước. Vì trước đó bà Hoài Thu đã có di chúc chia đôi tài sản cho hai người con gái. Do người con gái Úc bị mù cho nên phần tài sản đó sẽ do người chị quản lý, và người chị đó cũng chính là vợ của Đăng Trình. Hắn ta lợi dụng lúc hai vợ chồng đi đám cưới ở Vũng Tàu, trong đêm bằng nhiều phương tiện khác nhau, hắn đã quay trở về Sài Gòn, đột nhập vào ngôi biệt thự và giết chết mẹ vợ của mình. Sau đó lấy đi một số tài sản rất lớn và dựng lên một hiện trường giả giống như là một vụ giết người cướp của. Và lập tức sau đó, hắn ta trở về khách sạn. Người vợ cứ nghĩ là chồng mình về trễ và không có ý nghi ngờ gì hết. Để trốn tránh pháp luật, thì Đăng Trình đã mua chuộc cô Trúc Cà Ve với số tiền là 150 triệu đồng để cô ta làm nhân chứng ngoại phạm cho hắn. Vậy là chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ để chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để khởi tố bị can. Dạ. Và bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Đăng Trình. Em sẽ hoàn tất hồ sơ thật sớm đưa cho viện kiểm sát. Tốt. Tôi đã xin ý kiến và đã được lãnh đạo chấp thuận là cho phép mọi người nghỉ phép 2 ngày. Là vì từ khi nhận vụ trọng án phức tạp này, các điều tra viên đã quên mình bất kể ngày đêm để điều tra vụ án và đã đạt được sự thành công tốt đẹp. Trần Trung. Dạ. Cậu sao vậy? Chúng ta vẫn chưa bắt được hung thủ đã sát hại Vũ Thân, nạn nhân kép trong vụ án này. Tôi biết, nhưng tạm thời chúng ta cần phải nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt nhất cho vụ án mạng kép, phức tạp hơn vụ án đầu rất nhiều. Em xin nghỉ một ngày thôi sếp. Đây là lệnh. Dạ, thưa sếp. Một lần nữa xin chúc mừng thành công của đội trọng án. Dạ, dạ, cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. Nè, được nghỉ tới 2 ngày lận, ông làm gì vậy? Tôi sẽ không nghỉ đâu. Vậy tôi chạy ngược lên nói với sếp là ông cãi lệnh nghe. Nè, tôi sẽ phải bám theo Hoàng Hải. Trời ơi, tôi chắc chắn là Hoàng Hải sẽ có điểm yếu nào đó. Bây giờ thì ông cứ nghỉ phép xong 2 ngày đi rồi ông làm tiếp cũng được mà. Sếp nói đúng đó, mình cần phải dưỡng sức. Chứ giờ ông thấy không, tôi nè, nguyên đội của mình luôn, ai cũng đuối hết rồi. Thì tôi cũng như ông thôi, ngồi một chỗ đâu có chịu được. Tôi cũng vậy, còn có điều gì gần gần trong lòng tôi cũng không yên. Rồi rồi rồi, ông muốn làm gì cũng được hết, miễn làm sao ông tranh thủ thời gian qua bên Quỳnh Ninh để điều trị tâm lý. Câu ông vừa nói có ý gì? Ông nói sao tôi không hiểu. Quỳnh Ninh có gửi mail cho tôi. Ừ, cậu viết cái gì mà sao nhìn ông căng thẳng với tôi quá vậy? Nội dung mail thì tôi không cho ông biết được, nhưng mà Quỳnh Ninh nói là tạm thời dừng việc tư vấn tâm lý lại. Tôi nói vậy ông đã hiểu rồi chứ? Hiểu. Ủa Trang. Ủa, sao ngồi đây? Có gì không? Tôi nói chuyện riêng với ông một chút được không Phúc? Vậy tôi đi trước nha. Đi nha. Nè. Nếu mà Trang nói xấu tôi, ông phải cho tôi biết đó. Nay biết giỡn luôn. Bà thấy không, bữa nay thay đổi quá ha. Cái chuyện gì á? Chuyện bên ban chuyên án ma túy sao rồi? Mệt cái bà này quá không biết. Có chồng nói xong hỏi mà cứ hỏi tôi hoài vậy. Anh chưa chịu nói cho tôi nghe bất cứ một cái gì hết. Chứ giờ bà muốn biết về chuyện gì? Về Nguyên Khang. Nói rõ hơn một chút được không? Nguyên Khang đã nhận tiền của 6 cổng. Vậy là lần trước tôi đang đúng. Nhưng mà anh Khang có nói lý do không? Anh nói anh không thể nào không nhận số tiền của 6 cổng được, vì sợ hắn ta nghi ngờ. Nhưng mà anh đã có ghi lại cái clip cảnh ảnh nhận tiền của 6 cổng để phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra. Vậy là số tiền đó hiện giờ
vẫn còn nằm ở trong nhà bà hả? Ừ. Nè, tôi hỏi nha, tại sao bà lại tin tưởng tôi kể tôi nghe vụ này vậy? Tôi muốn biết động cơ của Nguyên Khang. Thiện Khang đã nói với bà rồi mà. Nhưng mà tôi không tin. Tôi thật sự cũng không biết phải nói với bà làm sao nữa. Bữa giờ anh Khang cũng không nói bất cứ điều gì với tôi. Thôi giờ vậy đi. Giờ chuyện này cứ để từ từ. Tôi sẽ để ý anh Khang giùm bà. Tôi cũng không hiểu tại sao dạo này anh Khang thay đổi nhiều như vậy. Không biết là đang làm cái gì nữa. Ông có lời khuyên nào cho tôi không? Không. Chào anh cảnh sát điều tra. Chào anh. Anh cảnh sát điều tra thấy những tấm ảnh này thế nào? Rất khó nhận xét, nhưng mà tôi có thể khẳng định chủ nhân của những bức hình này không ổn. Cái không ổn mà anh cảnh sát điều tra vừa nói, đó là sự khác biệt về nghệ thuật. Vậy giết người có phải là sự khác biệt đó không? Các anh cảnh sát điều tra khôn lắm, có bằng chứng thì họ bắt ngay, còn không tìm được chứng cứ thì họ cứ vòng vo hoài. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Hồ sơ vụ án bao nhiêu lâu thì phải đóng lại, vì các anh cảnh sát điều tra viên không tìm ra hung thủ đây. Tôi sẽ bắt được anh về tội danh giết hại Vũ Thần. Ăn nói không có căn cứ chứng thực là tội vu khống công dân đó, anh cảnh sát điều tra. Vậy thì anh cứ đi kiện, tôi sẽ đi hầu. Còn bây giờ tôi có thể chụp lại những bức hình này không? Xin mời, đó là điều vinh hạnh của tôi. Nhưng mà không phải là tôi chỉ bảo nha. Khi mà anh chụp lại những tấm hình trên mặt phẳng như thế này thì anh nên chụp cho kỹ nha. Nếu không á thì những tấm hình sẽ bị méo đó anh điều tra. Cảm ơn sự chỉ dẫn của anh. Em chào anh. Xin chào cô phóng viên. Dạ. Trẻ. Anh ơi, em cũng có một vài câu hỏi chưa có hỏi anh á. Em cứ hỏi. Dạ. Đi anh trả lời. Dạ, anh cho em hỏi là anh đang xài loại máy ảnh và ống kính tiêu cự như thế nào ạ? Anh đang dùng máy ảnh Pentax cũ ngày xưa với phim trắng đen. Còn về tiêu cự ống kính á thì anh dùng ống kính tiêu cự 50. Còn đồ nghề của anh thì chỉ có ống kính đó thôi. Ủa, trời ơi. Thời hiện tại là digital. Vậy thì tại sao anh lại có sự lựa chọn là máy ảnh phim mà mỗi lần chụp như vậy á là phải canh phim? Với lại hơn nữa thì với công nghệ Photoshop bây giờ á thì người nhiếp ảnh có thể biến cái không thể thành có thể. Nếu nói về lý do thì hơi dài dòng một chút. Có thể một ai đó nói tôi khác người, tôi cố tình làm như vậy á là để tạo sự khác biệt. Nhưng mà tôi có ý như vậy. Anh cứ nói đi. Cái cảm giác chụp hình bằng máy phim á, thật ra thì có thể không nhanh, đo sáng không chính xác, nhưng mà nó tỉ mỉ. Mỗi một cuộn phim á
có giá thành rất cao, nên nếu chụp không có ý đồ, lấy sai sáng là phải dứt vào sọt rác hết. Dạ. Chính vì vậy nó tạo cho tôi cái tính tỉ mỉ với từng khuôn hình một. À, ý đồ như thế nào, ánh sáng bố cục ra sao? Nhưng mà em thấy hình của anh đâu có bố cục. Không có bố cục á là ý đồ sáng tạo riêng của tôi. À dạ, em cảm ơn anh. À, không có chi. Dạ em xin phép. Nói hay lắm. Cho em hỏi nha, ai trong hai anh đã gặp Hoàng Hải trước vậy? Là anh hả? Ừ. Vậy lần đầu anh gặp Hoàng Hải, anh có suy nghĩ gì về hắn ta? Khi nhìn vào ánh mắt Hoàng Hải, anh có cảm giác người này có rất nhiều bí ẩn. Hoàng Hải luôn nhìn thẳng và nhìn trực diện vào người đối diện, giống như là đang che giấu cảm xúc thật của mình ra. Anh ta luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói ra. Anh đã nhiều lần thử tác động tâm lý, nhưng mà không ăn thua, đã thất bại. Anh Trung nè, anh đã đối mặt với rất là nhiều những hung thủ. Thì khi mà anh gặp Hoàng Hải á, anh có cảm giác là Hoàng Hải là kẻ sát nhân không? Đó là điều mà anh cảm nhận được khi gặp anh ta. Ừ, khoan nghe, tôi có cần phải nhắc lại chuyện này không? Khi chúng ta phán đoán là phải dựa vào chứng cứ, chứ không phải là cảm giác hay là linh tính hay là những cái gì đại loại giống như vậy. Em là bác sĩ tâm lý, chứ đâu phải là điều tra viên giống các anh đâu. Nên là cách tiếp cận với đối tượng á, của em cũng khác với các anh nữa. Ừ, em nói đúng. Để anh lấy nước cho em. Rồi, đi tiếp đi. Em xin phép có một vài nhận xét như thế này về Hoàng Hải nha. Nếu mà em được phép tiếp cận và nói chuyện với Hoàng Hải á, thì em sẽ có cái nhìn rõ hơn. Nhưng mà tạm thời bây giờ á, em chỉ dám nói trước một vài vấn đề như thế này thôi. Hoàng Hải là một người rất cô độc. Bởi vì chỉ có những người cô độc, người ta mới có thể chụp được những tấm hình giống như thế này. Không những vậy, anh ta còn phô bày những tấm hình này cho người khác xem nữa. Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo. Ngoan. Anh ta có sống cùng với một con mèo. Là một con mèo hả anh? Ừ. Như vậy điều đó nói lên là anh ta có một tuổi thơ cô đơn, hoặc là có cái gì uất ức trong quá khứ. Ba của anh ta bỏ đi theo một người đàn bà khác khi anh ta đang còn nhỏ. Đó cũng chính là lý do mà khiến cho mẹ của anh ta bị tâm thần và kết liễu cuộc đời mình trên một sợi dây. Vậy là anh ta không có bạn về sự mặc cảm này. Anh ta rất tự tin và cởi mở khi tiếp xúc với người khác. Nếu như vậy thì anh ta tự tin và cởi mở một cách giả tạo để che giấu đi sự yếu đuối và sự tự ti trong con người anh ta thôi. Giống như anh nói, anh ta là một người che đậy cảm xúc rất giỏi. Vậy còn lý giải như thế nào về chuyện mà anh ta lựa chọn chụp bằng máy phim cũ kỹ cách đây hơn 2 thập kỷ rồi? Đó chưa kể là dùng phim đen trắng, rồi làm cách nào đó để chuyển sang màu nâu, màu xanh như thế này. Em nghĩ là anh ta muốn tạo nên sự khác biệt. Đúng vậy. Và nó cũng lý giải cho việc anh ta muốn trở nên khác biệt. Và anh ta muốn tạo ra cái hình ảnh lập dị trong mắt mọi người. Chính vì quá khứ của anh ta đã biến anh ta trở thành một người như vậy. Vậy lý giải như thế nào về việc mà Hoàng Hải cho ngày giúp ảnh? Có thể là anh ta muốn tìm một lối thoát và muốn cân bằng lại cuộc sống của mình. Khoan nghe, cho tôi chen vô câu được không? Không. Hả? Xin mời. Tất cả những phán đoán về con người Hoàng Hải nãy giờ đưa chúng ta tới điều gì? Để xem Hoàng Hải có phải là hung thủ không. Và nếu đúng thì anh ta sát hại Vũ Thân bằng cách nào? Tôi mở ngoặc là Vũ Thân sẽ bị hãm hại bằng cách đầu độc. À, có nghĩa là bây giờ những căn cứ này
anh đang muốn đưa Hoàng Hải vô vì nghi vấn chính anh ta là nghi can trong vụ án giết Vũ Thân. Câu trả lời là mối liên hệ giữa cái chết của bà Hoài Thu trong biệt thự và cái chết của Vũ Thân. Mối liên hệ gì? Thế này nha, Phạm Lâm là kẻ chủ mưu để cho Vũ Thân đột nhập vào căn biệt thự và ăn cắp. Nhưng chính cái đêm hôm đó thì kẻ sát hại bà Hoài Thu là người con rể chứ không phải Vũ Thân. Cũng chính từ cái đêm hôm đó, Vũ Thân đột ngột biến mất và không ai liên lạc được. Vậy thì mối quan hệ gì? Tôi cũng chưa biết. Nè, giả sử nha, nếu như chuyện đó chỉ là sự trùng hợp thì sao? Và Vũ Thân bị một tên nghiện ngập nào đó sát hại. Tôi đã nói rồi, Vũ Thân bị đầu độc chứ không phải là một cách sát hại thông thường. Nếu vậy tôi sẽ đặt cho một câu hỏi để con trả lời ra sao. Nếu như Hoàng Hải muốn sát hại Vũ Thân, vậy thì động cơ của Hoàng Hải là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải lật lại những điều tôi vừa nói ở trên, tức là mối quan hệ của cái vụ án kép này. Trời, ông trả lời lòng vòng như vậy rồi biết chừng nào mình mới tìm ra được bằng chứng để buộc tội Hoàng Hải. Được rồi, coi như tôi nợ ông một câu hỏi mà bất kể một cảnh sát nào mới ra trường cũng có thể hỏi được. Được rồi, như cách nói của ông thì mối quan hệ của vụ án mạng kép này là theo hướng Hoàng Hải giống như là một kẻ chủ mưu. Có thể. Câu trả lời đó không cần người phạm cảnh sát người ta cũng trả lời được. À, như thế này đi, bây giờ ông cứ đặt ra một loạt câu hỏi để tôi trả lời luôn một thể. Một câu hỏi là ông đủ nhức đầu rồi, huống hồ về hàng loạt câu hỏi. Xin mời. Rồi, câu đầu tiên, tại sao Phạm Lâm không chịu khai tình tiết anh ta biết được đang trình vắng nhà trong đêm đó, đem mưu cùng với Vũ Thân đột nhập vào căn biệt thự? Câu tiếp theo. Nếu như Hoàng Hải âm mưu với Phạm Lâm và Vũ Thân đột nhập vào căn biệt thự đã giết bà Hoài Thu, thì anh ta sẽ mất đi quyền thừa kế một nửa tài sản. Tiếp đi. Tạm thời vậy đi, trả lời trước đã. Ok, để trả lời những câu hỏi của ông. Tôi sẽ trả lời như thế này. Đó là những gì mà chúng ta sắp phải làm ngay bây giờ. Ông kìa bẫy tôi hả? Quá đáng. Em còn cười nữa. Xin gửi đến người rằng hai ta cách xa nhau bao nhiêu lâu, ngày tháng cứ vội trôi nhanh theo gió trời, có lúc anh vô tình quên tình yêu. Rồi ta đã bên nhau nằm sâu lắm đây, đến khi cơn mưa vội ngang cách xa hai ta ngỡ ngàng, tình yêu đổ vỡ dù quên cơn mơ. Hãy subscribe.